Cảm ơn Vũ Hà đã không ngần ngại bất kỳ một cái điều gì khi mà Hưng muốn. Hà chơi láng hết. Nói chung là một con búp bê trong tay Hưng, muốn chơi cái gì cũng được. Chưa bao giờ nói không với Hưng cả. Ít khi nào có cơ hội mà bày tỏ cái sự yêu thương mà trân trọng trước đám đông. Vũ Hà là người đầu tiên dẫn Hưng đi hát khi Hưng còn chưa có show. Cái ơn đó Hưng nhớ hoài. Và Hưng nghĩ là Hưng trả tới suốt cuộc đời này cũng chưa bao giờ hết. Mặc dù trả rất nhiều, qua nhà lấy biết bao nhiêu đồ đạc vẫn không thấy, vẫn không đủ. Ngày hôm nay chính thức xin được nói lời biết ơn, thương Hà và hung Hà một cái trước mặt mọi người. Kính thưa quý vị, Hà với Hưng là bạn thân. Mà đã là bạn rồi thì tất cả mọi thứ mà bạn mình cần là mình sẽ làm, không bao giờ ngại và không bao giờ sợ xấu. Và đặc biệt là Hưng, em giống như cái thùng rác của nó vậy đó quý vị. Mỗi lần mà nó buồn chuyện gì, nó không xả được ai, nó kiếm em cái nó chửi em. Trời, nó hay chửi, mà nó đặc biệt nó hay chửi em giữa đống đông đó nha quý vị. Cho nên là quý vị thấy hai đứa em thân nhau vậy thôi. Thế thật sự là bình thường thôi quý vị ơi, chứ không có thân lắm đâu. Cái câu này nó cứu là cái miếng vừa rồi nãy. Ok.